Trường Giang bữa nay chỉ quánh sơ bằng phấn nụ hoàng cung thôi. Mà em cái ý tưởng là gì nè, không cùng đẳng cấp khó nói chuyện quá. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám, anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Lương thấp quá. Phải đi kiếm thêm bên ngoài. Bảo anh nói là cũng bán gà mà sao nó xấu nhau vậy? Sao tôi không tin cô này hát hay ta? Đây nè, bà này một lát nhiều khi bà sẽ ra bà hát. Let it go, let it go, don't hold it back anymore. Tôi hát bài đó nhưng mà hát kiểu khác. Let it go, let it go. Có những con người kiếm tháng 40 triệu, ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ, ta cũng không thấy đủ nữa. Em thấy đủ thì nó là đủ. Đợi gì đâu? Cái gì? Muốn gì? Đợi gì đâu? Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng, cơm quê đồ, em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm, chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó. Người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Nói tóm lại á, là bạn này mặc đồ theo cái kiểu mà style nư của mình á. Style nư là cái gì? Mặc đồ theo nư á. Hình như mọi người không có đọc nhiều về tiếng Việt đúng không? Việt Nam. Ừ. À, style nư là mặc cho đã nư hả? Đã nư là thích gì thích đó. Mặc cái tường hả? Cái gì? Buồn á, buồn úp mặt cái tường giận á. Tôi với Phương Hải á, tao sẽ đồng cảm mà. Sao hả? Sao sĩ? Ý tấn là gì nè? Không cùng đẳng cấp, khó nói chuyện quá. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đâu, nói đúng chứ đâu có xấu anh. Nó vậy đúng đâu rồi. Đâu, dạ. Đâu tụi em không chơi thân là tại vì anh Thành anh có nhu cầu chơi tụi em. Trời đất ơi. Em có thì em có nói. Em có nói. Yên tâm Kiều. Anh hiểu được tấm lòng của em. Dạ. Anh mới block Facebook của nó rồi. Dạ. em xuống dữ vậy đó hả Thành? Bây giờ em mới có nhu cầu đi kết bạn vậy đó hả Thành? Em chợt nghĩ ra một điều là ở cái vòng chọn nghệ sĩ thì hai đứa về đội Trấn Thành đi, còn hai ca sĩ về đội anh luôn. Mà cái vòng bây giờ nó về em không nhận, nó vui nè. Thôi, mình là anh mà mình phải bao dung Thành ơi. Không anh, không. Không nữa. Em nếu là em cũng tức giùm cho Thành. Đi làm về khuya vẫn gọi hai em ra ăn ốc. Đi làm về trễ vẫn gọi hai em ra ăn lẩu. Hai đứa nó giống như là thuốc phiện đối với Trấn Thành. Thì bây giờ là tối nào phải gặp, mà anh đi một đêm gặp mà tốn 3-4 triệu thì một tháng bao nhiêu? Gần 100 triệu. Trời ơi, đâu mà dữ vậy trời. Cái gì? 100 triệu để nuôi hai đứa trong vòng một tháng đó hả? Không phải là một mình. Để rồi bây giờ lên chương trình nó chối bỏ Trấn Thành như một người xa lạ. Cho nó, bây giờ đi, ok, I'm fine. Thì đúng rồi anh Nghĩa, bây giờ. Sao em? Bây giờ anh Thành cho ăn, anh Thành nuôi. Thì kể như anh Thành đứng sinh thành, anh Thành chuyên môn đóng vai mẹ rồi được chưa? À đúng rồi, ý Hải Triều là như vậy. Tức là em giờ như hàng ba, hàng mẹ của Hải Triều với Bibi vậy đó. Còn bây giờ thì nè, hai em ơi, bây giờ phải nhận hai đứa nhỏ này về thôi. Dù nó có lầm lỡ gì thì mình lôi nó về, mình răng đe, mình dạy dỗ, mình nọc nó ra, mình đánh cũng được nữa. Baby Trần, dạ. Hồi nãy em đã lỡ quay ngược kèo phản pháo Trấn Thành rồi thì em không sống được ở bên ghế đó đâu. Anh nói thiệt, em về em sẽ bị dập sau này đi ăn ốc, em chỉ đổ vỏ thôi. À, mà thật ra anh thấy hai em cũng là nạn nhân của Trấn Thành nhiều lắm chứ. Bây giờ anh thấy Thành chuyên môn chụp tụi em những cái khoảnh khắc mà khó đỡ đó. Thật ra là tụi em là một cái gì? Đúng. Thú trò thiện á. Đúng. Mua vui á. Mua vui á. Anh ơi, anh đang nói chuyện với một gọi là gì, cộng tác viên rất là ưu tú luôn á anh. À. Chuyên môn nó chụp hình em nó gửi cho Trấn Thành. Chứ Trấn Thành ở đâu mà biết hình của hình em. Baby Trần, em không còn lối thoát. Dạ, thôi để em lên luôn, để em lên với anh Giang luôn. Có lẽ là như thế, nơi đó sẽ là nơi an toàn cho em, mời em nha. Em không còn lối thoát, không còn lối thoát. Bớt thân với anh Thành là đi nha mấy đứa. Rồi. À, bớt ăn đêm này đi, Hải Triều qua đây ngồi em. Ừ, chỗ đó của ca sĩ. Đây cho đồng chị Cát. Thì lý ra thì phải gọi đây bằng anh, không gọi đây bằng chị Cát, gọi đây bằng Thành. Thành ơi, sao anh kỳ vậy Thành? Bây giờ có một cái tình yêu mà nó nhấp nhô trời sụt như vậy. Bây giờ người ta leo mình một con giáp mà giờ này nó dưới mình một tuổi, mình kia nó bằng gì? Hoặc là gọi đây bằng Thành thì gọi đây bằng con. Mà không gọi đây bằng con, gọi đây bằng chị, nhưng gọi đây bằng Thằng. Không, từ ngày Minh Tuấn bạn tôi quen với chị Cát Phượng, tôi đã chuyển tên gọi khác rồi. Gọi là? Tôi không gọi là chị Cát nữa. Đây là Tuấn, giờ gọi là Tuấn, ok? Chúng ta là bạn, tao mày đúng không? Hợp lý. Bé Cát. À. Bé Cát. À. 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 À.
nó phải có cái danh từ hợp lý. Đây là chương trình Giọng Mãi Giọng Ai, không phải chương trình Đi Tìm Gia Phả. Tôi mập ra đúng không, ai xác ốm đi mà ốm quá, tôi mập ra mập quá, bây giờ cái quần nó dài quá, quần tôi ngắn quá, hai đứa cộng lại chia đôi là đều. Thôi về chỗ ngồi đi, đừng cố gắng ghép vào một người đẹp. Isaac ơi, Isaac ơi, mình cộng cái gì thì cộng chứ mà anh nghĩ rằng thôi đừng có nên cộng nhiều quá. Nói gì? Nói gì? Nói gì mà tôi đu bám người đẹp nè. Không đứng phải. Yên, em đứng yên, em cười coi. 2 3 cười. Như anh em xin đôi mà cái gì vậy? Trời ơi, ảo tưởng. Sao mà giảm miệng vậy? Ơi. Anh chỉ lo cho Isaac thôi, mọi người đều biết Isaac đẹp trai thế này không? Em mà cộng với Trấn Thành là em bớt đẹp đi đó nghe. Bởi vì cái gì cũng chia đôi hết mà đúng không? Không, bớt cộng lại. Mà. Em cộng với anh Trường Giang chưa đó là đều. Sao vậy? Tại không make up anh Trường Giang make up động quá bên này. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Trời ơi! Láng vô mặt, láng vô mặt. Trời ơi! Như một cái tát vô mặt người ta. Trời ơi! Trường Giang bữa nay chỉ quánh sơ bằng phấn nụ hoàng cung thôi. Mà em cái này anh xin tiết lộ chút xíu. Hồi nãy cũng ngồi trong hậu trường ai xác. Tự nhiên Trường Giang sau khi mà ăn này kia xong cái kêu em trợ lý, em cho anh xin cái son. Anh nói Giang, tự nhiên em xin cái son thấy nó kỳ sao luôn á Giang. Phải chi BB hãy triệu nó xin không nói làm gì. Trường Giang xin cái son. Ủa anh ơi. Gì vậy anh ơi? Gì vậy? Isaac à, khi em đến với chương trình này, tụi anh rất là welcome, mở lòng từ bi để đón nhận em. Mở lòng từ bi luôn. Nhưng mà em đến với chương trình này bằng một gươm giáo, em mới vừa đâm vô con mắt trái của anh, một con dao Thái Lan, và em nữa, em là một người nó đúng là thánh thiện, em cái hình em phải in trên cái cháo trẻ em á, thấy không? Cháo dinh dưỡng hả? Đúng rồi. Tôi thắc mắc là tới ngày hôm nay tại sao gia đình Ghiêu bán hủ tiếu mà không rửa cái hình nó bự để trước cửa nhà để ai đi ngang không thấy? Không, đừng có giờ làm gì đó. Tôi có một nhỏ cháu, nó tên là Bảo Anh. Bán gà. Đúng. Ngày xưa mẹ bán gà đông nườm nượp. Sau khi hát từ sâu trong đôi bánh này em hờ hứng không như bao ngày, để cái hình lên bây giờ quán văn. Thanh, gọi điện liền. Bảo Anh ơi, có người nói xấu em. Hả? Cái gì? Hả? Ừ, ok. Bảo Anh nói là cũng bán gà mà sao nó xấu nhau vậy? Bên đây chủ yếu mì Quảng. Mì Quảng cũng có gà vậy. Ừ. Bây giờ Isaac, anh nghĩ rằng cái cửa mà em về với đội của Trường Giang là đã bích rồi đó ha. Em chỉ còn một sự lựa chọn bên đây thôi. Bây giờ nói cái gì đi. Cái gì đẹp nó phải về với nhau đúng không các bạn? Ủa, ý em nói là Duy Lê không đẹp hả? Không, anh nghĩ sai Thành rồi. Thành nói là cái gì phải đẹp về với nhau, có nghĩa là đang khen em đó. Ghi quá đẹp. Không có, nhưng mà em thấy là Ghiêu về bên đây được nè, hợp với áo BB nè. Ghiêu. Áo hợp với BB nữa. Không phải, cái hợp là một chuyện là với BB thôi, đó là về mặt màu sắc. Còn Ghiêu ở đây nãy Giang nói là gương mặt thánh thiện đúng không? Cô định in lên trên bịch cháo em bé mà. Thánh thiện đi về bù trừ cho những cái đen tối, em hiểu không? Em hiểu không? Em cảm thấy nguy hiểm. Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời ơi, to thì hát to nó to. Anh để em chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương mà nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Thường á, những người nào mà không biết hát thì thường á họ cố gắng hát với âm lượng rất là to, họ cố gắng hét nhiều hơn là hát. Sai. Thường là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của em. Trong chương trình này tất cả đều được dàn dựng. Ủa, em chưa quyết định cuối cùng là gì? Em chỉ đang nói về cái nhận xét của em là thì như vậy thôi. Thì góp ý thôi. Theo cảm nhận riêng của em là bạn này hát không hay. Cảm ơn em. Thủ Trang thì sao? Theo em thì các bạn này có thể mà đứng chung hàng với em được không? Dạ không. Cho nên là em quyết định bạn hát không hay. Wow. Đề cu ma hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Lẽ ra như vậy là phải đứng chung top với em mới đúng chứ. Không, em đẹp mà. Trong cái đội này ai cũng đẹp mà. Ta đang nói đến chuyện hát mà đâu có nói đến chuyện nhan sắc. Trang á, giống như là bị một cái định mệnh về sắc đẹp nó đè bao phủ á. Đối với tôi đẹp là được. Với cái kinh nghiệm hát dở của em thì em khẳng định đây bạn này hát dở như em. Trấn Thành, ý em sao? Theo cấu tạo của tướng học thì con người ta khi mặt có ngạnh có nghĩa là người ta đang ăn kiêng giảm cân. Gì vậy Thành? Anh có đụng chạm với em không Thành? Không có. Ý anh là... có đụng chạm với em không? Ý là mình nói... Sao có vụ gì cái mặt có ngạnh răng kiêng giảm cân ở đây nữa? Ý là mình nói nếu mà đang giảm cân thì hơi hám làm gì có. Vậy thì tại sao có thể la lớn được như vậy?
Như vậy thì bảo vệ ý kiến của Tóc Tiên đã không có hơi mà la lớn, có nghĩa là cố tình chứng minh cho người ta thấy là mình hát hay. Tôi đồng ý, bạn này là người hát hay cỡ Thu Trang. Là nhạc luôn hả? Ê, chơi luôn hả? Chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn. À rồi, chơi luôn, chơi luôn. Chơi luôn hả? 60 giây bắt đầu. Sau đây là tiết mục của Trùm Minh Chí, xin được phép bắt đầu. Lên đây. Múa tới mai chưa tới nữa. Trời ơi, đi thi mà nhắc con cái lên đây đông đông đùm đùm đầy đầy ở đây. Vậy, trời. Cái này là ý tưởng của em đó. Em cố tình em mướn tụi nó đó. Mướn là mướn một người thôi, mướn chi cho quá trời người lên đây. Thế gói sân khấu ta hết. Không cùng đẳng cấp là không bao giờ mà nói chuyện với nhau được hết á. Em nói cho anh nghe. Dòng này dòng đầu đúng không? Đúng. Là ý tưởng em. Phải không? Kịch bản của em. Phải không? Đạo cụ của em. Phải không? Phục trang của em. Tất cả các cái đều là em. Phải không? Đúng rồi. Thì nếu như mà vô á là nhờ em. Ha. Còn nếu như mà không vô tại tụi nó. Anh thấy không? Thấy không? Anh đỡ thừa tụi nó. Thấy không? Phải thông minh lên. Thông minh. Chào khán giả đi em. Chúc mừng bạn 2 triệu. Tụ nhỏ có tội tình gì? Trời ơi, thấy cưng quá. Con à, chào mấy chú con. Rồi, đi vô chú nè. Rồi, đi vô. Vậy là mấy đứa nhỏ hết rồi đó hả? Rồi, đi vô. Dạ, xong rồi. Rồi, đi vô. Ra nó lâu nhỏ ra, nó đủ thừa vậy thôi. Giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Trần Ngọc Minh Chiến. Sinh năm 1986. Nghề nghiệp của em là làm tài xế. Đây, để bật mí cho quý vị khán giả ở đây và quý vị xem đài biết luôn. Sáng nay Trấn Thành tới đây là nhờ bạn này, và ngày nào cũng vậy. Đây là tài xế của Trấn Thành. Em cho biết là cái động cơ nào mà dám phóng lên đây thiệt hả? Dạ. Anh biết rồi. Em không có động cơ để chia sẻ lên Facebook anh. Anh biết động cơ bị sao? Lương thấp quá. Phải đi kiếm thêm bên ngoài. Chính vì điều đó tôi phải cười liền. Bây giờ em vô vào 100 đi, nghỉ làm tài xế. Vậy chứ bộ, bây giờ tôi đang lo đây. Thí dụ lỡ láng nữa tôi cười, khán giả nói tôi thiên vị. Nha. Nếu mà tôi không cười, nó sao tôi ăn? Về không. Tối nay nó lái 100 cây, đường nào nó cũng lái 100 cây số bây giờ. Thấy không? Mà kia nó quẹo phải, nó quẹo trái. Nồi có tiền công an bắt 4 lần là hơn cái vòng 2 rồi. Thì bởi. Rồi bây giờ mà nó được 100 triệu cũng lo nữa. Đúng rồi, em bây giờ ngôi sao, anh kiếm người khác đi. Bây giờ này nó ghê quá. Áp lực quá. Giờ lén lút nó phóng lên đây luôn rồi, khủng khiếp thiệt. Dạ, em xin được chào anh Đại Nghĩa. Xin được chào anh Trấn Thành, chú Kỳ Minh Tuấn, cô giáo Cát Phượng và rồi. Anh Trường Giang. Ok, gọi cô bằng cô chấp nhận. Mình gọi đây là anh Kiều đi, đừng tự nhiên gọi cô bằng cô, đưa anh chú Tuấn kỳ quá. Tại vì quen rồi cô, tại vì nè, theo gia dế. Dạ. Nè, Duy à, anh chị. Dạ. Xưng hô người Việt chúng ta phải kính trên nhường dưới. Dạ. Nếu em đã lỡ gọi là cô phừa cô Cát đúng không? Dạ. Cô Cát thì phải gọi là thầy Tuấn. Đúng. Đây, dạ. Mày yêu. Anh Hành nói vậy cũng đúng á. Anh Hành nói vậy cũng đúng, nhưng mà tại vì em coi cô giáo không chỉ là cô mà còn là cô trong gia đình nữa, cho nên cô kêu chú là đúng rồi. Vậy thì thầy chú. Thôi cái kích xưng hô sao nó rối rắm quá. Em xin chào Trấn Thành, em xin chào thầy chú Minh Tuấn. Chào cô chị dì Thiếm. Nó nghe này mệt mỏi không hả? Tại vì ổng kìa, ổng hơi đâu để ý làm cái gì. Vậy hả, không cần để ý ổng. Đã chắc gì em về nhà bên đó mà em quan tâm. Hả? Con hay gì vậy? Nghĩa làm gì vậy? Quanh nhớ lại ai tặng anh đâu dài, ai stylist cho anh mà sao anh đi giặt vui giặt ta vậy? Ủa? Phải nhờ bạn stylist hả? Chứ ai nữa? Trời ơi, ảnh làm rất là nhiều tiền mà. Ôi, mà không có bao giờ chi một đồng nào cho tiền quần áo hết trơn á. Tại sao Trấn Thành lại xỉa xói anh như vậy? Trời, ganh tị về một điều gì đó anh không biết. Đại Nghĩa. Sao nào? Ăn chay niệm Phật. Anh đừng nói dối lòng Đại Nghĩa à. Bây giờ em cứ nhìn đi, cái stylist mà bông hoa rủ rượi đó, nó có phải là đúng của anh rồi, đâu. Đúng rồi, hai cái phong cách này hoàn toàn khác nhau hoàn anh toàn à. Khác nhau. Một cái thì công vòng. Không, thật sự ra nếu mà anh Nghĩa mà mặc bộ này á thì nó sẽ không có ra cái chất giống như bạn tôi đây. Không có ra nhanh chí tài chất được. Chất này là chất gì ạ? Chất anh chí tài. Đây là chất chí tài. Chất chí tài. Lãng tử, ok. Rất là đào hoa lãng tử. Còn chất quá Đại Nghĩa. Tôi thấy lãng nhắc đó tại vì Kỳ là nói em như vậy à? Em. Mọi người ơi. Đúng không? Em có nghĩ là anh Thành nói em hát dở đúng không? Đó chỉ là cái kế sách của anh để dạ, làm em, cho... Em nhớ không làm là anh Thành nói em hát dở banh nóc.
Em ra như vậy là em không hiểu về con người của anh. Còn chị Cát á, chị Cát thì tin em hát hay, nhưng mà chị mê trai, chị nghe theo tiền giá. Tiền giá người cái tội này nặng hơn á. Em biết không, anh nhìn vô cái mặt nạ em, sau cái lớp mặt nạ là cái lớp mỏ em nó hiện ra. Anh đã biết được rằng anh là cái mặt em... nạ đó không có che mỏ. Không anh che mỏ. Thì bởi vậy cái lớp mặt nạ thì dưới cái là cái lớp mỏ là hiện ra. Thì lúc đó anh biết được rằng là em là người có vẻ đẹp, thông minh. Thông minh phải hát hay chứ tính. Bạn mới dùng từ sai đó bạn. Sao vậy? Từ nãy giờ bạn dùng từ sai. Nét đẹp thông minh, nét đẹp như thế nào? Đẹp thông minh là đẹp sáng sủa và thông minh, nhìn cái mặt người ta thông minh. Chứ đẹp tối là đẹp sao? Đẹp tối là... Cái bên hay sao? À không. À trẻ tuổi hả? Không không. Anh ai đó vô vờ. Ok. Em hiểu không? Có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ. Mà em thấy đủ thì nó là đủ. Đậu gì đâu? Cái gì? Muốn gì? Đậu gì đâu? Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng, cơm quê đồ. Em hiểu không? Thì người ta để kiếm thêm. Chứ đủ thì người ta đâu có mở ba cái đó. Người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Hiện tại là hai bạn đã có một cái điều là sự sung sướng của mình khi đến chương trình này, gặp tụi anh, gặp chương trình và có giải thưởng gọi là 40 triệu. Đó chính là giải thưởng cầm trong tay và chắc chắn có tấm vé vào đêm gala dành cho những cái cặp hoặc là những thí sinh mà duyên dáng, dễ thương, tài năng. Bây giờ nếu mình chiến thắng ở vòng cuối là trọn vẹn về niềm hạnh phúc luôn, đó là 100 triệu và tấm vé vào trong kia. Nếu như không may mắn mình rớt, mình vẫn vào gala. Dạ. Thi tiếp anh ngừng lại ạ. Bây giờ như thế nào? Dạ đi tiếp. Thi tiếp. Thời gian 60 giây bắt đầu. Ôi trời, con tập gym mà lực con có vậy thôi sao? Trời sao? À. Anh chỉ đến bên em lúc buồn. Vậy ngày vui em về. Lan ơi. Anh đi. Mai anh lên chốn thành đô có nhà xe nó rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò rõ mong chờ. Anh ơi, có chút tuyển mọn em gửi anh làm lộ phí đường xa. Sao anh chưa đi? Có 40 triệu, em đưa anh nhiêu đây sao anh đi? 40 triệu mà đánh tao hai vòng còn gì nữa. Các bạn đã nhận được giải thưởng cao nhất 100